đấy đi anh bình luận. Vâng, chúng ta cùng trở lại với trận đấu giữa 9X Thái Bình gặp Ninh Bình. Ở trận đấu thứ nhất thì đội Ninh Bình đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Vâng, đây là vòng 1/16 chọn ra 16 đội mạnh nhất sẽ thi đấu vào ngày mai tại quán Net Game TV 297 Bạch Mai. Vâng, chúng ta cùng theo dõi màn hình của Spam 9X Thái Bình. Cầm gích ở trong cánh. Đây là Hitty màu 2 cầm ở ngoài cánh. Vâng. Vâng, còn đây là Kiroki Barbie ở ngoài cánh. Vâng, Katha ở trong cánh. Vâng, chúng ta cùng theo dõi màn hình máy của Babylon ở đầu cánh. Vâng, nông dân của anh đang lùa bãi hiêu đầu về nhà chính nhà mình. Vâng, anh đã tìm thấy một voi rồi. Chỉ cần tìm thấy bãi quả phụ và đôi voi nữa là đủ đồ thôi. Vâng, sau một ngày thi đấu khá là ồn ào thì chúng ta chuẩn bị đến với những trận đấu cuối cùng rồi của ngày thi đấu hôm nay rồi, của giải miền Bắc rồi. Vâng, bãi quả anh đã tìm thấy bãi quả phụ rồi. Như vậy là đồ nhà anh đã tạm đủ rồi. Vâng, bãi hiêu đầu 4 con đã sắp sửa về nhà chính. Chuẩn bị phi thôi. Vâng, một bãi hiêu nữa ở xa xa thì phải. Vâng, trận này không biết anh sẽ đánh cung hay là đánh chém đây. Vâng, 9X Thái Bình. Vâng, nói đến Thái Bình thì team Thái Bình 1 đã thi đấu khá thành công rồi. Còn các thế hệ 9X và 10X thì sau này thì không biết có thế nào, không biết có tiếp nối được thành tích của các đàn anh đi trước không. Vâng, ở trận đấu đầu tiên thì 9X Thái Bình đã bị thua với tỷ số 1-0 trước team Ninh Bình. Vâng, anh tiếp tục chuẩn bị câu một con voi nữa về nhà chính. Vâng. Vâng, 20 mít e rồi. Vâng. Rất may mắn thằng nông dân không bị con voi húc chết. Vâng, tách ngay nông dân đi ăn quả phụ. Lực nhà anh cũng khá là khỏe rồi. Trận này nhà anh cũng khá là đẹp. Chỉ cần bo bế một chút thôi là sẽ kín hoàn toàn rồi. Vâng, thấy ngay một bãi hiêu nữa gần bãi quả phụ. Vâng. Lại thấy thêm một con voi nữa. Vâng. Thế này thì lực nhà anh lên đời sẽ rất là khỏe. Vâng, kích thôi. Vâng, 8 phút 13 giây anh đã kích lên đời với 25 dân Babylon. Vâng, khá là ngon lành cành đào rồi. Vâng, anh có cho nông dân ăn gỗ không? Lại thiếu gỗ trầm trọng bây giờ. Vâng, bây giờ hiện tại chỉ có 5 nông dân chặt gỗ thôi. Vâng, tập trung rất nhiều dân ăn quả và ăn hiêu. Vâng, câu ngay một con voi nữa về nhà. Vâng, một câu về nhà phải đi một vòng thì mới có thằng nông dân về phi. Rất dị. Vâng, một con voi đã chết rồi. Vâng, anh đang ướm vị trí để xây BM. BB và B gì thì còn chờ anh xem anh đánh ra bài gì đây. Vâng.
Vâng, một cái BM kín luôn. Vâng, cái BM rất loằng ngoằng. Tôi biết ngay là thiếu gỗ mà. Vâng, tranh thủ đẻ dân thôi anh ơi. Vẫn đẻ kịp hai thằng dân nữa. Vâng. Vâng, nhưng mà anh vẫn chưa đẻ thêm. Giá mà đẻ thêm một thằng nông dân nữa thì vẫn kịp. Vâng, anh đánh BA. Vâng, 11 bao nhiêu đây? Vâng, 11, 30 anh kích đời với 27 dân Babylon. Không biết đầu cánh anh thì... Vâng, anh không xem bên địch quân gì nên tôi cũng không biết là bên địch quân gì cả. Bên địch bên gì ấy, cậu ơi? Nó biết địch quân gì. Xe kích tôi. Vâng, vẫn chưa thấy ngựa giò của bên Ninh Bình đâu cả. Vâng anh. À vâng, đây rồi, ngựa giò. Ngựa giò của 16. Vâng, anh chỉ đi dò đường thôi, không để ý. Vâng, Kidoki thì đã có cung tê thủ nhà rồi. Vâng, ngựa giò thì chắc là nhìn thấy cung tê sợ quá chạy thôi. Vâng, lực nhà anh vẫn khá là chắc. Chưa có nhà nào không vào cả. Vâng, có khi anh cứ đắp ruộng lên thẳng 4 thôi, chẳng có ai đánh anh cả. Chắc là bên phía Ninh Bình trận này cũng quân không được đẹp cho lắm nên không dám công đi. Vâng, sóc đều ba nhà. Ba con cung R đầu tiên lao thẳng về phía 3R, 3R. Đối thủ của anh là ai đây? Vâng, màu 5, 6, 7, 8, 9. Vâng, san bằng tất cả nhưng anh ơi, có khi anh không san được tí nào anh khi... Vâng, tầm này mà anh vẫn chưa thấy quân của anh ra đỡ. Vâng, màu 5 cầm quân gì đây? Vâng, anh đánh phù thủy. Rất đen cho anh là lại gặp ngay cung Babylon rồi. Vâng, bây giờ mới thấy lạc đà của màu 6 sang. Vâng, nâng ngay giáp. Vâng, lạc đà sang tầm này thì làm sao mà có lẻ tẻ một hai con sang nhà anh. Bây giờ làm sao mà đánh được nữa. Vâng, màu 5 thì dân chạy tan tác rồi. Vâng, nhưng không hiểu tại sao mà tham bên phía Ninh Bình chỉ số vẫn rất cao. Vâng, vâng, rất khó chịu, chỉ có hai con lạc đà thôi nhưng mà rất khó chịu. Lạc đà chạy rất nhanh. Vâng, màu 5 dường như đã chạy dân rồi. Nhưng mà số lượng dân chạy của màu 5 không biết là đi đâu hết rồi. Tôi thấy là Kidoki vẫn chưa thể. Vâng, có hai con lạc đà thôi mà rất mất tay. Vâng, vào đường cụt rồi, bắt thôi. Vâng, hai con lạc đà này chắc chắn sẽ nằm xuống. Vâng, phút thứ 20 rồi, tham anh đang là 50/100. Vâng, đây rồi, khá đông lạc đà. Vâng, cả màu vàng cũng
đang đánh cùng với Mono. Vâng, xây ngay cái BC để phát triển tay to thôi. Tôi bảo anh ngay từ đầu rồi, cứ phát triển tay to lên 4 kiểu gì cũng thắng. Vâng, chúng ta cũng chuyển qua các nhà xem các anh đánh như nào. Vâng, đây là spam. Anh cầm kích tham 29/44. Đây là Tuyền. Vâng, tham anh là 25/36. Vâng, còn đây là Tai thì anh tham anh 43/80. Vâng, vẻ là khá bền vững. Vâng, vì anh trong cánh nên chưa có ai động đạ gì đến cả. Vâng, Kata phát triển tay to lên 4 thôi. Vâng, đóng ngay cái BC. Đây như là anh. Vâng, chúng ta cũng quay trở lại với màu 4 Kidoki 812. Tham anh vẫn giữ ở 57/108. Có vẻ như là khỏe nhất bên phía 9X Thái Bình. Vâng, anh đang công vào nhà màu 6, dường như là Pami thì phải. Lạc đà chạy rất nhanh. Vâng, lạc đà của màu 8. Vâng, lạc đà Pami của màu 8 thì phải. Lạc đà chạy nhanh như ngựa. Vâng, trong khi đó cả màu 6 nữa. Vâng, anh có gọi hội không? Vâng, anh có gọi hội sang cứu không? Nếu không cứu, tơn này chắc chắn sẽ nằm. Vâng, cú của anh đã lên đến 1.400. Vâng, rất là nhiều. Vâng, thôi dân chặt gỗ thì cứ chạy thôi. Hơn 1.000 gỗ thì bao giờ mới hết được. Cho dân chạy thôi. Vâng, chủ yếu là dân làm ruộng. Vâng, sống chết phải bảo vệ đạo ruộng này. Vâng, gỗ thì cứ chạy thoải mái, hơn 1.000 gỗ bao giờ mới hết được. Vâng, lạc đà Pami thì phải, rất đông đảo. Trong khi đó có cả màu xám XYZ nữa. Vâng, XYZ không biết anh cầm quân gì, nhưng cung anh rất đông. Vâng. Vâng, tham lai đè mạnh rồi. Bên phía Ninh Bình tham lai đã đè mạnh rồi. Vâng, dường như các anh 9X của Thái Bình vẫn chưa có kinh nghiệm trong vấn đề đánh team này lắm. Vâng, cần phải quay về học hỏi ngay team Thái Bình 1. Vâng, nông dân của màu 5 thì vẫn đứng khởi nghĩa. Vâng, tham anh tụt thế thảm, chỉ có 16/96 mà thôi. Vâng, chúng ta cũng chuyển qua. Vâng, nhà màu đỏ vẫn tham vẫn 23/36. Vâng, nhà màu xanh khá đông chém. Vâng, anh cầm gích. Vâng, khá đông chém. Vâng, anh đang chém sang nhà màu xám rồi. Vâng, nhà màu xám khá đông nông dân. Nếu anh có công thành công vào nhà màu xám hay không? Vâng, anh còn buông gỗ cho nhà ai đây? Vâng. Vâng, chỉ có một con cung R rất khó chịu. Vâng. Vâng, gích anh có đâm y không? Tôi nghĩ anh phải chuyển ngay sang đâm y. Vâng. Vâng, anh đã công sang. Vâng, ra hình như dường như bên phía Ninh Bình đã có một nhà bật 4 thì phải.
Vâng, chúng ta cũng chuyển sang nhà màu đỏ. Tham Anh chỉ còn 19 thôi. Vâng. Vâng, nhà màu nâu anh chỉ còn 9. Vâng. Đây là Katha, vâng. Katha đã bật 4. Vâng, liệu có thay đổi được tình hình gì khi anh bật 4 không? Tôi thấy team của Linh Bình tham đài khá là nhiều rồi, nhưng mà không biết là chính Nick Thái Bình có làm gì được không. Vâng, Katha lên 4 có thể thay đổi được tình hình. Vâng, nhà anh tham vẫn 53-148. Anh vừa bị trải qua một trận công kích. Vâng, bên phía Linh Bình dường như đã chuẩn bị ốp vào nhà màu 3 của game thủ Tai rồi. Anh có đỡ được đợt tấn công này không? Vâng, rất đông đảo. Vâng, nhưng đây anh đã để được C rồi. Vâng, có nhà màu xanh một spam hỗ trợ. Vâng, chống đỡ được tên này. Vâng, đã di sai rồi. Vâng, tham đẻ quá mạnh rồi, nhà màu xám sang quá to rồi. Vâng, tỷ số là 2-0. Vâng, tỷ số là 2-0 cho team Ninh Bình rồi. Các bạn vui lòng chờ trong ít phút để đến với trận đấu thứ 3. Vâng, tỷ số đã là 2-0. Đi cẩn thận va vào dây.